chơi. Nào, cờ gì đây? Marco Llorente. Pháp. Chơi. Pháp. Ui, Pogba. Pogba. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Nói chung là bọn mình vẫn đánh giá cao cái sự kiện vòng quanh thế giới mà. Tại vì nó full, nó rẻ, rẻ so với anh em đi làm á. Tất nhiên là tôi lâu lâu thì tôi rẻ mà khó khăn với tôi, nhưng mà tôi vẫn kiểu mà tôi vay mượn, tôi chơi full anh em xem là đấy. Anh em vừa xem clip hôm qua. Yo. Cafu. Và Cafu đá RB Milan để đỉnh nhỉ. Nhưng Cafu thì chắc là ham công lắm. Mấy hậu vệ Brazil, Cafu, Dani Alves, Maicon và mấy ông thiên về công. MC99 à? Trời. Anh thiếu mất cả lốt, anh đang nói cánh phải nhá. Còn RB ấy. Cánh trái thì cũng thế thôi. Hà Lan à? Cam Hà Lan, Sidop. Ok. Thế lại Wijnaldum nhở? Trời ơi, Sidop là cũng phải tầm 130-140 gì đó. Yo. Gọi E21 đầu tiên trong ngày hôm nay. Mình xếp theo GK để ST hợp lý không nhở? Yoris. Nào. BOE21. Chơi. Nào, cờ gì đây? CDM. Ui. 118 men. Hoi biết. Wow. Ôi. Trông lực thế nhở? Ác nha. Trời ơi. Ôi mà Nordic không có Đan Mạch, tính là Đan Mạch thì cũng mạnh lắm ấy. Trời ơi. Đan Mạch thì có đặc điểm chung là mấy anh cầu thủ ông nào cũng to cao. Chỉ số ác vậy men. So với mùa BOE thì Højbjerg sẽ như thế nào nhỉ? Trời ơi, sự thăng tiến. Này đấm nhau kinh lắm. Ui, bù phát hôm nay nổ kèo đầu 118 mà. Rồi, rồi, chúc mừng bạn nha. Quá đỉnh luôn. Nào. Né né rồi nha. Uầy. Pháp. CDM. Desailly. Vieira men. Uầy. Hỏi chấm. Thế là vậy nhỉ? Mắt lại đỏ vậy. Trời ơi. Bịt thế này được. Mùa canh chép. Wow, Gullit luôn mà. 103 men. Gullit. Adeyemi. Mở. Uầy. Tờ đút. Leo. Trời ơi, bác này đỏ vậy. Uầy. Cậy đỏ nè. Cậy đỏ chúng ta sẽ vào một gói gì đó 96 BOE đi. Trời ơi, nick này nó trái sườn vậy men. 7 CM Whitsen. Mười năm tỷ chín à, cũng tạm tạm, nó không bị đá ảo là được đấy. Đỏ tiếp này, đỏ tiếp, chúng ta vô 97 đi. Nào, Marco Llorente. Pháp, CB Pháp à? Vara, Vara. Ôi trời ơi, cái nick này bị
7 nhưng mà nó mạnh lắm nha. Cho nick tôi ra một con gì đấy 112 mà nick bạn này ra được tận 3 ra vậy men. Trời ơi, lụm thực sự luôn ấy. Ủa ác này cơ cấu thật sự. Quên mất đang đỏ mình lại vào gói này. Trời ơi, đang dây đỏ mà. Đang dây đỏ. Tôi vào luôn gói MC đi. Đang cầu đỏ này mình không cần phải, không phải dừng lại đâu. Mình cứ vậy mà cậy đỏ làm càn thôi. 115. Not bad. 75 tỷ. Ôi trời ơi, xuống ghê vậy. Không sao. No problem. Đúng con cần anh dài. Ui trời ơi, đúng team Real luôn mà. Trời ơi, sao nó có thể hợp tình hợp lý vậy được. Đỡ phải đập PP luôn em ạ. Bạn này có thể thiên thần như thế này được. Này, ra kèo Real nữa này. Zidane này, Zidane Ramos này, Zidane Ramos này. Đức à, CF Đức à, Müller. Lê thì hơi chê tí. Robert Lewandowski. Ôi trời ơi, bồ cam Bruno. Hay à. Ôi, Bruno này đã ác phết nhỉ. Qua đá tín, sút mấy quả tín phết. Bruno Fernandes ra cái cờ bồ cứ hú hồn thôi. Ổn rồi này. Rồi, anh chiến gói chính nha. Hy vọng chúng ta lại lụm được 119 118 tiếp. Benzema thì đỉnh luôn ấy. Gareth Bale đi. Xin con Bale nào. Chơi. Bale. LB à? Ricardo à? Zuma! Ôi! Hôm nay bắn 117, 118 ấy. Ủa, thế chứ mình bỏ Ricardo Rodriguez thì làm sao có được nữa. Trời ơi, lại đồng hồ Thụy Sĩ. Vãi trưởng ạ, chỉ số cao vậy. Ác đỏ thực sự luôn ấy. Zuma! Thôi con này được rồi. À, hôm nay có vẻ thiên về 117 nha. Rồi, ok. Xem qua chỉ số một tí nào. Đá được cả hai vị trí CM và LB. Thế thì có nghĩa là có thể đá được cả CDM. Chân phải à. Thể lực 121, tăng tốc 122, tốc độ 118. Tạt bóng sớm, sút xoáy và qua người. Này, đá L Hammer cũng ngon đấy. Dứt điểm 102. Là đúp luôn như này, sút xa 113 nha. Rồi, ok. Rồi, chúc mừng bạn nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Đây rồi. Yeah rồi. Đây nhá, tôi mở cho bạn xem nhá. Ở đây chúng ta có hai option này. Đó. Ví dụ luôn nhá, E21 trước đi. Ra 115 cho mọi người hú hồn luôn. Ấy, 112. À, nick thêm được một chỉ số. Such a lager. Đó. Đấy nhá. Không ra được 112 là ngon rồi. 96 này. Mở 96 ra dơ gầy. Quả clip bùng nổ luôn. Ấy. Một cái ví dụ rất là thực tế luôn nhá. Thật, chưa gì được ra khoa nó xuất hiện rồi. LN. Ui. Tuyển Anh ST à. Rooney. Cay. Ôi, ngon, được. Nào. À, tôi rất sợ hãi mấy anh cầu thủ Đan Mạch. Bởi vì các anh ấy rất là to. Cho nên là tốt nhất là gọi ai cứ ra C đừng ra mấy anh Đan Mạch nha. Sợ lắm. Đừng có ra Đan Mạch nha. Rồi. Yeah. Ôi giời ơi, biết sống sao đây.
Cút rồi. Cút rồi, cút rồi. Đừng có x2 nhá. Inzaghi. Nhìn tôi mở nó con ngon cho anh tươi nè. Tôi sẽ đáp lễ. Tây Ban Nha sẽ... Còn Busquets à? Rodri. Sao nó cứ sao sao nhỉ? Không biết anh Phan Intel anh sẽ thích Basten hay là Shevchenko hơn nhỉ? Shevchenko có vẻ đập dễ hơn á. Đây này, gói này mình vừa mở ra Vara này. Không biết giờ cái tên nó sẽ xuất hiện ở đây. Trong 98 là con Vara là con ngon nhất rồi. Cờ móc đâu đâu còn nữa đây. Hãy cho em một điều gì đấy bất ngờ nào. Ui, dễ được nha. Hai nòng, hai nòng, hai nòng. Cười tươi thế. Nhưng tôi thấy nụ cười này vẫn hơi đượm buồn. Cũng được, cũng được. Ui, quả đấy mà rờ đúp thì xịn. Trời ơi. Ờ, nhìn giống ốc. Wow. Ai CB á. Dân đón. Trời ơi. Cười gượng. Từ ngày cậu ấy đi, nụ cười nó không còn được tươi như ngày trước. Nhưng mà tại sao lại nhiều xứ quêu vậy nhỉ? Điều này tôi sẽ mang cho anh tôi món gì ở trong gói LH đây. Anh Dài đã có rô béo rồi. Giờ chỉ thiếu rô đéo nữa thôi. À quên, rô gầy nữa thôi. Bêu có rồi. Nào, hai phát chơi. The Silly Man. Được. Mày thế ra để Silly là ổn nhất rồi đấy. Chứ CB Pháp làm gì còn ai ngon nhất. Như thế là mình ra kèo đỉnh nhất của CB Pháp rồi. Bây giờ tiếp. Bồ Hà Lan. Ơi, Van der Sar à? Tầm 80 tỷ về giá thì mình thấy khá là ok. Giờ ôi giời ơi, Kaka, trời ơi, 499. Ê, các ông tính nhạc hợp không? Trông nhảy điệu lại. Thôi tới rồi. Nhưng mà hôm nay mình khá là tự tin về gói này. 116 rồi. À đâu, 117, 118 rồi. Giờ tới 119 thôi man. Tên này mình xếp theo OVR từ trên cao xuống. Tại vì mình tin là tên này sẽ ra đoạn đầu luôn ấy. Tôi sẽ mở cho anh tôi con Karim Benzema. Mở xong là tìm nhau cao hơn tòa lan mát luôn như nè. Yo! Chơi! Phát! Ui! Pogba! 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 Đây rồi! Nhìn thấy mắt! Không phải như thế! Ui! Là gì đấy? Trời ơi. Đừng tranh đại. Đỉnh luôn. Uầy. Ôi trời ơi, hôm nay mở nó kìa. Hãy trượt. Ủa, hôm nay mình mở E21. Khủng khiếp thực sự. Ui, nghìn tỷ men. đúng người rồi. Wow, đỏ thế nhở. Wow. À, ông nào có 3 bích tôi bán cho này.
Đấy, sau bao nhiêu ngày đen đủ thì anh em tôi phải như thế đấy. Còn này CDM với Pira thì ta nói là hết bài luôn đấy.